Sacramento hôm nay rất là cảm ơn anh Thiện Sự và cũng như nhóm Thiện Tâm đã cho chúng con luôn có cơ hội để thể hiện những giai điệu quê hương cũng như là cổ nhạc bản sắc dân tộc của chúng ta, và con xin chúc quý vị luôn tinh tấn trên con đường tu tập. Một lần nữa con là Mỹ Duyên, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Hồng Phượng và Mỹ Duyên rất là nhiều.